Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe sang phố, hòa một niềm tin gieo ca yêu ơi. Từ nơi đào xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh ngời, giơ tay đón nắng mạnh từ trong mà. Bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam lớn lên tại vùng quê nghèo, sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi. Đam mê bóng đá từ nhỏ cũng chính là thứ anh đang theo đuổi. Ngoài giờ học đi chăn trâu, anh tập đá bóng ở sân làng. Mải mê chơi bóng đến mức có lần Tiến Dũng quên mất cả bữa ăn. Tranh thủ phụ giúp bố mẹ xong việc nhà mới dám ra sân. Ban đầu chơi vị trí trung vệ nhưng không có một ai chỉ dẫn. Anh trộm bưởi của bố trong làm thành trái bánh để đá bóng. Lớn lên xin vào câu lạc bộ trẻ vì có nhiều tố chất ở bên trong. Duyên đến với bóng đá chuyên nghiệp do câu lạc bộ thiếu thủ môn. Anh đang chơi vị trí trung vệ thì bị thầy đẩy xuống bắt gôn. Khá giận thầy vì đó không phải vị trí sở trường anh ao ước, nhưng theo thời gian anh thích bay nhảy hơn là chạy nhiều như trước. Tình yêu vị trí gác đền càng ngày càng rõ nét. Thần tượng và lấy cảm hứng anh học hỏi nhiều từ Peter Jack. Thời gian luyện tập trôi qua, khả năng bóc bóng tăng lên đáng kể. Thì ngay lúc đó anh nhận được tin buồn câu lạc bộ giải thể. Lại một lần nữa thất nghiệp, anh xách xô đi phụ hồ. Tiến Dũng khuyên người anh trai không được bỏ cuộc mà phải ráng cố theo đuổi đam mê. Được phát hiện tài năng khi anh thể hiện tốt trong các trận đấu, anh gác đền và dần trở thành điểm mấu chốt. Đôi tay bắt phải đền ấy từng lấm bùn cát và xi măng. Nếu có thêm một lần vấp ngã thì đam mê ấy có mất đi chăng? Tình cảm của người hâm mộ dành cho anh chưa bao giờ hết nuôi dưỡng, viết tiếp giấc mơ trở thành vua bắc 11 mét. Đôi tay bắt phải đền ấy từng lấm bùn cát và xi măng. Nếu có thêm một lần vấp ngã thì đam mê ấy có mất đi chăng? Tình cảm của người hâm mộ dành cho anh chưa bao giờ hết nuôi dưỡng, viết tiếp giấc mơ trở thành vua bắc 11 mét. Tiến Dũng muốn chia sẻ nỗi buồn cùng với người em trai, do Tiến Dũng không thể thi đấu quân cúp vì bị chấn thương vai. Người ta thấy thấp thoáng đâu đó số 6 ở lớp áo bên trong, muốn người em trai thi đấu với mình kể cả những pha bay người trên không. Lối chơi di chuyển linh hoạt là người nhện trong khung gỗ, chạy nhanh cản phá đường bóng, đặc biệt là những pha solo. Đã lâu rồi người dân cả nước mới ngồi lại cùng nhau xem TV, chỉ sau trận mà lượt theo dõi của anh đã vượt xa MTV. Đi lên đi Việt Nam ơi, chúng ta càng đá càng thăng hoa. Dũng cảm lên các chàng trai vì một cờ sắc áo của nước nhà. Là nhân tố không thể thiếu chọn đúng vị trí để lăn xả, người gác đền có vai trò quan trọng giúp U23 tiến đi xa. Yêu cầu trình độ chuyên môn thì Bùi Tiến Dũng có thừa, của hiếm và khả năng bắt bóng với lối chơi đầy máu lửa. Chinh chiến với các đồng đội đa số là những pha thắng ngược, đen thì chịu chứ trắng như tuyết trên đất Thường Châu anh đều bắt được. Trận đấu đến phút gây cấn trên chấm phạt đền không thể đánh bại, nha đam nào chẳng cố gắng, người càng đẹp trai càng lợi hại. Mấy trăm người ở trên khán đài cùng hàng triệu con tim thầm lặng, mái dán thân cờ đỏ sao vàng cùng hô to Việt Nam chiến thắng. Đôi tay bắt phải đền ấy từng lấm bùn cát và xi măng, nếu có thêm một lần vấp ngã thì đam mê ấy có mất đi chăng? Tình cảm của người hâm mộ dành cho anh chưa bao giờ hết nuôi dưỡng, viết tiếp giấc mơ trở thành vua bắc 11 mét. Đôi tay bắt phải đền ấy từng lấm bùn cát và xi măng, nếu có thêm một lần vấp ngã thì đam mê ấy có mất đi chăng? Tình cảm của người hâm mộ dành cho anh chưa bao giờ hết nuôi dưỡng, viết tiếp giấc mơ trở thành vua bắc 11 mét. 11 mét.
và đăng ký phía dưới để ủng hộ Di Xuân nhé. Cảm ơn các bạn. Có những siêu phẩm được xem đi xem lại nhiều lần, có những cầu thủ trở thành người hùng sẵn sàng tỏa sáng ở trên sân. Một hành trình làm nên lịch sử, muốn đạt cúp vàng phải trải qua nhiều cửa ải. Cụm từ xuất sắc nhất giả thậm chí không đủ để nói về Quang Hải. Là cầu thủ luôn gây đột biến ở hàng công, bản thân thích đồ sộ ở giải đấu trẻ, tuổi thơ gắn liền với trái bóng, tạo nên cú sốc khi 16 tuổi vô địch giải U21 quốc gia. Và từ đó ở lò đào tạo một cầu thủ vàng được bước ra. Anh mang băng đội trưởng thi đấu ở U19 Hà Nội, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải và danh hiệu Á quân cùng đồng đội. Tuổi 17 bẻ gãy xương châu, anh khiến mọi người ai cũng phải nể, thâu tóm danh hiệu và anh được báo giới gọi là vua giải trẻ. Sở hữu lối đá phòng ngự phản công khó chịu bậc nhất V-League, người duy nhất từ chối hàng Anh Gia Lai để vào Hà Nội TNT. Qua non nớt trước hàng thủ thép V-League là sân chơi phải đua. Tuy trận đó câu lạc bộ Hà Nội thắng nhưng còn riêng Quang Hải thua. Giành vé tham dự World Cup U20, anh tiến bộ thấy rõ, đó là pha đi bóng thực hiện đường chuyền để cho đồng đội mở tỷ số. Những tốt chủ lực lúc đó ra giải quyết cho đội những vấn đề nan giải, khẳng định giá trị cho đối thủ biết một nỗi sợ mang tên Quang Hải. Món ăn đã tròn gia vị diệt luôn Iraq và Qatar, là những chiến binh áo đỏ giúp cho Việt Nam cứ thế vươn xa. Món ăn tinh thần chiến thắng U23 bày trên bàn tiệc và chung kết khuyến mãi cho người hâm mộ thêm món cầu vồng túy. Món ăn đã tròn gia vị diệt luôn Iraq và Qatar, là những chiến binh áo đỏ giúp cho Việt Nam cứ thế vươn xa. Món ăn tinh thần chiến thắng U23 bày trên bàn tiệc và chung kết khuyến mãi cho người hâm mộ thêm món cầu vồng túy. Bừng sáng với những khoảnh khắc nổ tung cầu trường, đó là khi trái bóng ở trên vạch vôi bắt đầu chuyển hướng, khả năng xử lý chân trái xem anh đi bóng có thể liên tưởng, đó là sự khéo léo mang danh dốc của người đàn anh Phạm Thành Lương. Đẳng cấp không thể phủ nhận, đánh tan mọi rào cản, nhưng tối chủ chốt được các chiến binh rồng lửa bay qua vòng bảng. Được đánh giá kỹ thuật tốt nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, từng pha chạm bóng mang cảm xúc có thể phát triển trong tương lai. Tiếp đón các đối thủ lớn, mọi chuyện tưởng chừng đã chấm hết, đánh bại Qatar trên đất Trung Quốc để đưa Việt Nam vào chung kết, luôn đứng vững trước mọi áp lực từ cầu thủ hậu vệ của đối phương. Tung cú sút vẽ ra đường cong làm cho trái bóng phải chuyển hướng, khống chế một chạm gọn khẽ để thêm một nhịp đúng tầm chân trước khi vẽ ra đường cong hoàn hảo mà được cấp thế giới không thể lẫn. Những màn trình diễn của anh cũng được AFC ghi nhận là người hùng bùng nổ tỏa sáng thời khắc đội gặp khó khăn nhất. Thật hư về cái chân trái của anh chỉ có trong truyền thuyết, làm nức lòng những người hâm mộ siêu phẩm mang tên cầu vồng trong túi. Kỹ thuật tư thế ra chân, khả năng dứt điểm không tầm thường đâu, để lại trong cơn mưa tiết hôm ấy siêu phẩm trên đất Thường Châu. Ông ăn đã tròn gia vị diệt luôn Iraq và Qatar, là những chiến binh áo đỏ giúp cho Việt Nam cứ thế vươn xa. Món ăn tinh thần chiến thắng U23 bày trên bàn tiệc và chung kết khuyến mãi cho người hâm mộ thêm món cầu vồng túy. Món ăn đã tròn gia vị diệt luôn Iraq và Qatar, là những chiến binh áo đỏ giúp cho Việt Nam cứ thế vươn xa. Món ăn tinh thần chiến thắng U23 bày trên bàn tiệc và chung kết khuyến mãi cho người hâm mộ thêm món cầu vồng túy. U23 Việt Nam, listen to my gonna go away. Are you ready to hear my song? 1, 2, 3, let's go. Lời xuân trường sinh ngày 28/4/1915, đẹp trai mắt hí và đội trưởng đắc lực U23 Việt Nam. Cầu thủ thi tuyển găng quân Hàn Quốc được mượn từ Hoàng Anh Gia Lai, thiên tài tìm về âm thầm công hiến. Dù 3 tháng trầm chịu cách là đời đầu cùng công Phường Tuấn Anh, người còn lại tên Đông Triều. Anh cùng đồng đội chiếm lĩnh rất nhiều huy chương khác nhau tiêu biểu, đầu óc thông minh điều khiển đội hình chiến đấu rất tinh nhuệ, đó là lý do số tiền chuyển nhượng ít người của anh lại cao đến thế. Anh yêu bóng từ trong bầu khi mẹ anh đi coi giải mới biết đi thay trái bóng, anh lập tức đuổi lấy lại. Ba anh rất khó mà giữa một xuân trường trưởng thành như hôm nay, im lặng công hiến, anh rất xứng đáng là một đội trưởng vĩ đại. Không số thần không bùng nổ, không tỏa sáng ánh hào quang muôn sắc, lối chơi bóng thầm lặng giúp đội mãnh liệt do anh đã sắp đặt.
Anh rất bình tĩnh, giữ vững tinh thần bản lĩnh và vô cùng tâm lý, quan tâm đồng đội hay anh lo lắng mọi người dù chỉ từng ly từng xì. Trường có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá là thông thạo, đại diện đội tuyển đối diện phê phòng ống kính nhà báo. Đẹp đang tay nghề, anh có tài năng là nấu ăn cực ngon, bởi sao nhiều fan được yêu thích mê chết mỏi và chết bom. Fan hiện tại chiếc bằng rôn đại diện U23, còn đó con tàu hướng mũi đối diện và mưa to mặc dù cho giông gió. Trường hiếp nhiên đôi chân vẫn đằng sau âm thầm lạc bước đi, anh là trường của sắc bén và quyết tâm mọi người trong ý chí. Con tim chờ chờ nâng niu giấc mơ này, ước mơ về một niềm tin hy vọng vẫn còn sáng ngời, vẫn còn sáng ngời. Đưa bóng đá Việt Nam hướng lên một tầm cao mới, cố gắng bước đi rồi ta cũng sẽ đến thôi, cũng sẽ đến thôi, cũng sẽ đến thôi. Việt Nam from 360 hot trend music, okay, bảo đây, yeah. Vui buồn chiến thắng hay thất bại, chúng ta không thể phủ nhận cảm xúc mà bóng đá mang lại. Những nụ cười cũng có, những giọt nước mắt không thể gượng, và một trong số đó không thể không nhắc đến Công Phượng. Anh là một cầu thủ tiền đạo sinh ra tại Đô Lương Nghệ An, trong một gia đình khó khăn. Dù biết con đường mình chọn rất gian nan, nhưng cậu vẫn cứ đá và chưa bao giờ cảm thấy ngã ngủ. Vì hoàn cảnh gia đình vất vả nên Phượng không được đi học đầy đủ, từng xin vào Sông Lam Nghệ An nhưng anh đã bị từ chối. Vì thân hình gầy gò ốm yếu, anh đã tự hỏi mình tồi chứ không bỏ cuộc. Cậu vẫn đá với một khát khao và gia nhập đội bóng phố núi khi qua một vòng tuyển chọn gắt gao. Nguyễn Công Phượng là cầu thủ nhí được ghi danh vào GMC, cùng Tuấn Anh được xuất nhập ngoại tập huấn 15 ngày tại Mali, tiếp tục cọ sát Arsenal. Tiền dấu ấn để lại không nhiều nhưng đã giúp anh hiểu ý hơn khi đá cùng Sông Trường và Đông Triều. Nổi lên nhờ tuyển U19 làm cho ai cũng phải vấn vương khi tự thân mình lắc léo đi bóng qua năm hậu vệ của đối phương. Rê bóng tăng tốc, anh thi đấu không ngại va chạm và được các fan hâm mộ bóng đá phong cho biệt danh là Messi Việt Nam. Ngay tại thời điểm đó lại rộ lên tranh cãi về tuổi tác khi mà giấy khai sinh và sổ hộ khẩu lại hoàn toàn khác. Phóng viên của 24/7 đã kết luận là anh 93 nhằm mang lại được sự công bằng cho nền thể thao của nước nhà. Vì cây ngay không sợ chết đứng, anh đã biết được tuổi của mình. Những hoài nghi về Nguyễn Công Phượng cuối cùng cũng đã được thanh minh, nhưng hậu quả để lại sau đó đối với anh không hề nhỏ, đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu rất khó để có thể vượt qua nó. Không hạnh phúc như đàn anh Công Vinh của cầu thủ CMG, hết chuyện này rồi đến chuyện khác đã làm cho anh nhiều lần suy nghĩ. Sau tới hôn và hình xăm là giây phút của sự chia ly của cặp đôi nhiều người mong ước, đó là Công Phượng và Hòa Minh Duy. Anh có nhiều fan hâm mộ nữ vì vẻ ngoài đẹp trai. Ra sân thi đấu anh luôn chuẩn bị cho mình một hình thái tầm quan trọng ở trong đội tuyển, không còn gì phải bàn cãi. Với lối chơi bóng vô cùng độc đáo và cách qua người không giống ai, anh áp dụng những đường truyền ngắn thay vì phải truyền dài. Xuất thân từ lò đào tạo bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai, nên việc tranh chấp quyết liệt trên sân anh cũng chẳng hề ngần ngại để banh ra bóng tiến vào vòng cấm làm cho đội bạn phải tê tái. Nhưng mà mang trọng trách ghi bàn quá lớn, buộc anh phải luôn chơi thật tốt mang về chiến thắng rõ ràng hơn. Đội ám ảnh mang tên Messi cũng dần hình thành trong vô thức, nếu chơi không tốt sẽ bị dư luận nói những lời nói tiêu cực. Hãy cứ là chính anh, rơi bóng qua người rồi dứt điểm, ra sân thi đấu với cái đầu lạnh hai từ Việt Nam ở trong tim, rồi anh cứ đá. Bỏ lại đằng sau những lời thị phi, dù thất bại cũng không vấp ngã, mạnh mẽ đứng dậy và bước đi. Vì trái bóng vẫn còn lăn thì ta vẫn mãi là chính ta, hò reo bài ca Việt Nam chiến thắng, tinh thần thi đấu là tất cả. Nguyễn Công Phượng em hãy cứ đá, tự tin trên sân cỏ và chúc cho em giành được chiến thắng mang về vinh quang cho nước nhà.